Lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2023, xem U17 Việt Nam đấu đội Ấn Độ ở đâu? 19 giờ tối nay ngày 17 tháng 6, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận quân gặp Ấn Độ trong khuôn khổ bảng D, vòng chung kết U17 châu Á 2023. U17 Ấn Độ được xem là đối thủ dễ chơi nhất của U17 Việt Nam ở bảng D, chính vì vậy đây là cơ hội tốt để đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành 3 điểm đầu tay để chạy đà cho hai trận đấu khó khăn tiếp theo gặp U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan. Trước trận đấu ra quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, ở vòng chung kết lần này, chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở vòng bảng như Ấn Độ, Nhật Bản, Uzbekistan. Hy vọng U17 Việt Nam sẽ chơi tốt trận đấu với U17 Ấn Độ rất quan trọng và tôi dành sự tôn trọng cho đội bóng này. Đối với tôi chẳng có sức ép gì cả. Nếu cố động viên đến sân càng đông thì tôi càng thấy thoải mái. Đương nhiên, với các cầu thủ trẻ thì diễn biến tâm lý không phải là câu chuyện dễ dàng, nhưng tôi hiểu những cầu thủ của tôi như thế nào. Tôi hy vọng, khán giả đến càng đông, U17 Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn, vị huấn luyện viên người Khánh Hòa nói thêm. Theo sắp xếp của ban tổ chức, U17 Việt Nam thi đấu cả 3 trận vòng bảng ở sân Tham Sa, trong hai khung giờ là 17 giờ và 19 giờ. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận đầu tiên gặp U17 Ấn Độ vào lúc 19 giờ ngày 17. 6 giờ Việt Nam. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên FPT Play. Cũng trong khuôn khổ bảng D, vào lúc 17 giờ, U17 Nhật Bản sẽ đối đầu với U17 Uzbekistan trên sân Rajamangala. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.